Khuyết điểm của em á thì em sợ ma. Sợ ma, nhiều em người sợ ma lắm, phải mình em đâu. Dạ. Có một mối tình chính thức và một cái dự bị mà đã chia tay nhau lâu rồi anh. Có chính thức mà có dự bị nữa hả? Anh sẽ sắp xếp được để đến bên em. Thì cứ alo cho anh trong vòng 15 phút là anh bay tới ngay. Thấy chưa? Rất là đơn giản, quyết liệt như thế. Mời gia đình nhà gái. Chào kinh. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. À bạn đang bên kia. Dạ em tên là Thảo, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Em là quê đâu em? Dạ em quê Tây Ninh ạ. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng bạn gái bên kia. Em cũng tên Thảo luôn nhưng mà em tên là Nguyễn Trọng Thảo. Em 31 tuổi, hiện đang làm quản lý của FPT Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi quê đâu Thảo? Em ở Hóc Môn, Sài Gòn. Đàn gái cho tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Khuyết điểm của em á thì em sợ ma. Sợ ma, nhiều người sợ ma lắm, phải mình em đâu. Dạ. Em ơi, nếu em sợ ma thì anh sẽ bảo vệ em được em. Tại vì ma nó rất chuyên sợ. Đi ma không à? Ma nó sợ anh đúng không? Dạ. Em thể hiện cảm xúc ở trên cái nét mặt của em luôn. Là ví dụ như em vui buồn hay là em có cái gì đó nóng giận hay gì hết thì em đều thể hiện ra trên cái mặt của em. Thể hiện ngay và liền, không có che giấu được cảm xúc của mình. Dạ đúng rồi, không? Em không có che giấu. Vui là cười, buồn là khóc. Dạ đúng. Nổi giận là đập đồ. Dạ không, nổi giận em không có đập đồ. Điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, hòa đồng, với lại em dễ gần chị. Bạn trai? Bạn gia Thảo điểm, trai. Dạ điểm mạnh của em thì nấu ăn thì rất ok. Em thích ca hát. Trong mọi công việc thì em cũng có một cái quyết định, đó là người ta nói là đánh nhanh rút nhanh nhưng mà phải chính xác, quyết đoán. Dạ vâng, không có cái gia trưởng, cũng không có rượu chè nọ với kia. Còn điểm yếu thì cũng hơi lụng thuộm một tí xíu đó, cho nên là cái đó là cái điểm yếu chết người của em luôn. Điểm mạnh là ca hát ha. Dạ. Giờ hát bài nào vui vui cho nó không khí coi. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha. Rồi mạnh mẽ quá. Hãy trao những lời thiết tha ha. Bên đàn gái có phúc đáp bài nào cho nó vui không? Dạ em xin tặng cho mọi người có mặt ở trường quay một bài. Mình hãy như trên ngọn đồi đón nắng gió, trên tay em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta cũng có nhau. Chị cảm tưởng nếu hai bạn này mà đến được với nhau á, giống như một cây cổ thụ mà có một cái dây leo, nó leo, nó quấn quanh cái cây cổ thụ đó. Bạn kia thì rất là mạnh mẽ, đúng không? Cái tiếng nói của bạn ấy, nó đúng không? Rất là mạnh mẽ, còn em này thì rất là yếu đuối, mỏng manh. Tôi tò mò quá, tôi phải coi. Em có mấy mối tình rồi Thảo, Thảo trai? Dạ, em hiện tại thì có một mối tình chính thức và một cái dự bị nhưng mà đã chia tay nhau lâu rồi anh. Có chính thức mà có dự bị nữa hả? Dạ cái dự bị là đi sau cái chính thức à. Tức có nghĩa là cái chính thức đó thì em quen cách đây được 8 năm. Nhưng mà khi mà em đang quen được 2 năm á thì gia đình bạn nữ gặp khó khăn đó. Thì bạn lại đi trẻ chưa hiếu, lại đi về lấy người khác. Rồi tới gia đình, tới bạn nữ hai á thì quen được 2 tháng. Vậy đâu phải dự bị, dự bị tức là em đang yêu người này mà em dự bị người khác mới là dự bị. Gần như là bắt cá hai tay á em. Bắt cá hai tay mới là dự bị. Còn nếu quen vậy không phải là dự bị tội nghiệp người ta. Con gái đâu ai đi dự bị cho mình đúng không? Dạ vâng ạ. Chào em. Bao nhiêu năm rồi em không có vướng vào tình yêu nữa? Nói chung là cũng 10 năm rồi chị.
10 năm luôn, chỉ lo vào sự nghiệp, vào công việc thôi. Dạ. Bây giờ thì mọi thứ của em ổn định hết chưa? Dạ, mọi thứ em ổn định hết rồi chị. Giờ chỉ cần chờ bạn nữ bấm nút một cái một em rước về ngay luôn chị. Rước về ngay luôn. Để chị hỏi một chút về bạn nữ, thấy cái đường tình duyên của em thế nào? Thì em cũng có tìm hiểu được vài tháng thì em thấy chưa phải là người cuối cùng của mình á. Nên em quyết định là dừng lại. Mong muốn ở cái người bạn trai là như thế nào? Về ngoại hình, em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng chị. Màu hồng hồng xíu được không? Hường hả chị? Màu hường chắc phải tẩy cho nó thành trắng được không ạ? Vậy hả? Ê, là em muốn là bạn nam của mình thì không hút thuốc. Không hút thuốc, em hút thuốc không? Không có. Dạ, hút không, luôn chị ơi. Rồi sao dạ. Nữa với lại là bạn nam phải tôn trọng cái sở thích cá nhân của em. Có thể là em sẽ cắt tóc ngắn, hoặc là em có thể là nhuộm tóc, hoặc là sơn móng tay, em có thể sơn một cái màu nổi, màu đậm. Không biết là bạn nam bên đây có vậy, suy nghĩ như thế nào về đó cái... em trả lời đi, em suy nghĩ như thế nào? Ủa em ơi, giờ thì cho anh hỏi nha, bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi em? Hãy hỏi xoáy đất xoay nữa, bây giờ người ta hỏi sao mình trả lời vậy đi. Người phụ nữ mà làm đẹp cho mà làm đẹp á thì coi như là mình là người đẹp lây mà. Cho nên là mình phải ok thôi. Ok đúng không? Dạ. Đó, một câu là ok, tôn trọng toàn bộ những cái quyết định của bạn gái là rồi, từ anh bây giờ lên. Trai, em muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Chiều cao từ khoảng 1m45 cho đến 1m55. 45 làm gì có phụ nữ nào 45 thấp vậy? Dạ em lấy từng tiêu chuẩn cái đó thôi anh, tại vì tốt. Rồi. Ai cứ đòi tiêu chuẩn cao thì đúng. Là người mẫu hết rồi. Đúng, chính xác. Gì nữa? Giống như là ca sĩ Khởi My á. Khởi My hả? Dạ. Khởi My hả? Lên coi có Khởi gì đây. Ồ, dễ thương mà. Bạn này nấu ăn rất là ok nè. Bây giờ đàn trai đưa ra như đó thì em thấy mình có được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là em cũng có thể đáp ứng được những cái phần yêu cầu của bạn. Đúng rồi, về tính cách về này kia thì anh nghĩ đáp ứng được ha. Còn Khởi My thì mỗi người có tính cách không thể nào giống nhau được đâu. Chắc phải đi thẩm mỹ thôi. Phải đi thẩm mỹ mới giống được, thẩm mỹ chưa chắc giống nữa. Ha. Dạ. Em đi với ai? Em đi với bạn thân của em. Sao em? Dạ sao? Em xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Anh Thảo ơi, em có một câu hỏi cho anh, đó là em không biết là mình có, anh tự nhận xét là mình có phải là người kiên nhẫn không ạ? Dạ nói chung là mình rất là kiên nhẫn luôn ạ. Dạ. Như vậy thì chúc mừng anh, em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội. Vì chị của em, chị Thảo ấy, chị khá là xài giờ dây thun. Thường thì tụi em đi chơi với nhau thì tụi em phải chờ chị khoảng đâu đó 30 đến 1 tiếng. Cho nên nếu anh là một người kiên nhẫn thì ok. Dạ cái đó thì em cứ yên tâm. Anh là luôn luôn đúng giờ nhưng mà không có gò bỏ với bạn nữ. Là tại vì như hồi nãy anh đã nói rồi, bạn nữ làm đẹp thì là mình hôm lây mà. Cho nên anh thoải mái. Nói chung là anh chờ cả đời cũng được nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ đó. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ chính ra là hôm nay là có mẹ em lên đây nhưng mà vì mẹ em đang bị bệnh ở dưới quê á, hôm qua mới bị cấp cứu tim á. Thôi được rồi, coi như là mẹ sẽ xem ở chương trình sau. Bây giờ á, chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Chính xác. Mở rào. Rồi. Song Thảo gặp mặt. Chào em, anh có món quà tặng. Dạ. Hy vọng là sau này em nhìn món quà này em sẽ nhớ đến anh, tại vì nó to con giống anh. Dạ, dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Dạ, chai nước ép em tự. Được rồi, cảm ơn dạ. Em. Cái đó là cái gì vậy Thảo? Dạ, nhỏ. Chai nước ép sinh tố chị. Em tự ép hay sao? Dạ. Em tự ép hả? Dạ. Sinh tố gì vậy? Dạ, thơm với cà rốt ạ. Rồi, cái này là em về em để em chân luôn, khỏi uống luôn. Uống đi để coi bạn nữ bên kia làm nước có ngọt ngào không? Anh là anh chơi nguyên lon, nguyên chai luôn đó. Quả ngọt luôn anh Linh ơi. Ngon đúng không? Dạ. Ước gì giờ tôi có con trai rồi. Dạ em mời anh Linh luôn anh Linh. Thôi cảm ơn cái đó của em, tình cảm của em để em muốn đi chứ. Rồi bây giờ mình trò chuyện đi nha. Chào em. Nhìn em bề ngoài phải nói rất là xinh luôn. Anh có quan trọng về cái tuổi tác không? Tại em lớn hơn. Dạ cũng không sao. Tuổi không thành vấn đề, quan trọng là mình hợp nhau hay không mới là vấn đề thôi em. Lớn con có tuổi mà nhầm. Người ta 72, 27 còn chưa nói. Công việc của em cũng làm theo ca đó anh. Thì thời gian nó cũng sẽ linh động và nó sẽ không có thời gian cố định. Anh có thể sắp xếp được không? Anh sẽ sắp xếp được để đến bên em.
thì cứ alo cho anh trong vòng 15 phút là anh bay tới ngay. Thấy chưa? Rất là đơn giản, quyết liệt như thế. Đó, có mặt 30 giây liền. Và hiện tại là em cũng không có ý định là mình sẽ chuyển cái nơi sống xa ra Vũng Tàu á. Thì không biết là ví dụ như nếu mà tính xa hơn á thì mình có thể sắp xếp như thế nào để... Nếu mà sau này mà em mà theo anh ra Vũng Tàu thì anh sẽ bao luôn, tìm việc làm cho em luôn ngoài đó luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Tại vì ở ngoài đó rất là nhiều công ty, anh quen rất là nhiều người. Đã nói là bạn này là cây cổ thụ để cho em leo mà. Đúng luôn, bạn này rất bản lĩnh á, bạn trai rất bản lĩnh á. Bây giờ vấn đề là bao giờ em có thể cho tiến tới thôi. Chắc là phải trong một năm. Trong một năm, rồi anh thấy đây là một người đàn ông là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ấy, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Chuyện tình mình chưa đi vừa tối, lời hẹn đầu chưa đi vào lối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đấy. Một cái bài hát hay cho lời muốn nói. Còn cái chuyện chọn lâu đài tình ái hay không là do cô gái. Bấm nút để về lâu đài tình ái. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Và bây giờ là 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm nút à? Dạ. Trời ơi, lý do tại sao vậy em gái? Dạ tại vì em nhớ là em không có thuộc ở Vũng Tàu á, em không. Trời ơi em ơi, anh đã nói rằng là em muốn ở đâu là quyền quyết định của em. Hãy mở lòng ra đi, anh nghĩ rằng đây là một chàng trai đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng để đưa em về lâu đài tình ái. Một cái cánh cửa lâu đài mở rộng, một cái ngôi nhà tình yêu mở rộng ra như thế. Anh nói thật sự nha, anh rất kết anh này ở đây nè. Tất cả đều quyết liệt và tất cả đều có những phương án hết. Tiếc quá trời tiếc luôn. Rất là bất ngờ em gái ơi, em hãy mở lòng mình ra nữa. Xung quanh tao chúng ta còn rất là nhiều điều tốt mà không phải lúc nào tao phải gặp được điều đó đâu. Không phải lúc nào tao phải gặp một cái người mà sẵn sàng mở cửa cho chúng ta đâu. Ha, chúng tôi đã kết duyên nhưng có phận, đành phải chịu thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một cái mảnh ghép của mình nha. Hãy mở lòng mình ra, hãy mở cánh cửa tình yêu, hãy mở vườn hồng để có người bước vào đó em gái nha. Thôi mình không có nợ rồi, mình đi tìm một người nào đó mượn nợ nha. Ok rồi, em đi này, chai nước của em đó, cứ đem về uống nước đi. Thiệt là tiếc. Có những điều bất ngờ mà chúng tôi không thể đoán được thưa quý vị. Ôi làm sao mà biết được, vấn đề là gõ cửa trái tim. Đó, cái trái tim này cái người gõ cửa chưa đúng. Thì đúng thành rồi. Ra thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Ơi. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không. Dạ không. Em không thích gầy. Không. Thôi chết. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992. Quê em ở Linh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng. PC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc. Hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì em hiền. Khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ. Còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá đâm ra dễ mất lòng người khác. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ. Là có nghĩa là chưa có tình yêu? Dạ. Chưa có tình yêu luôn? Dạ.
27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tính chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Thế là dạ, hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi, cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to hai mí, một người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được nhất, trong mai gặp mặt này thích thì sao, em không, cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em 1m63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ, mắt đen, đen. Mắt đen, mắt đen. Vâng. Bây giờ mập hay ốm nè? Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ, dạ không ạ. Em không thích gầy? Không. Thôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ, sao? Xem tình hình nào chứ. Còn bây giờ Vân, là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên. Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được ạ. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không. Tại vì rồi, em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à. Rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay như nào? Mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không, em thì là không cần phải xinh quá, tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá, mình cũng không được đẹp nên. Sao bi quan thế? Cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích là hay nói nhưng mà đừng có càm ràm, không thích càm ràm ạ. Ý là hay nói lên, tính em càm ràm nói nhiều đó. Tính em thì cũng ít nói. Em thích rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Còn gái. Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Ôi, thôi, quan trọng vẫn là con tim. Bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia em đình. Gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi được rồi, không sao. Rồi không sao hết. Em trai tôi đi sẽ với thay anh mặt gia đình đàn gái. Đi với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái, chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kêu rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi quay em. Qua nở nụ cười xem nào. Chào em. Thành công Huyện. Qua phường ngay. Chào, hôm nay anh không hơi kiểu các bạn nên anh chưa quyền chị nhiều nên anh tặng bố hoa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Rồi, cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện.
Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê, chắc không cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng mà anh khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể ạ. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Cái đó, vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Ừ. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à, cái cặp này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì... Cái nụ hôn đầu tiên. Nhất là hôn mãi mà. Hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nói nghe coi nè. Có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho chị nghe đi chị. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trời trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Quá trời trái. Mẫu bài bạn gái kìa. Cầm cho nó. Rớt rồi, để lại đi. Rớt. Cho nên cần đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi. Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Nhà gái. Mời đi. Mời nhà trai. Rồi, dạ, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu hả? Dạ em cũng ở Đồng Nai. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi, hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán, dạ, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai, em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em?
Em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha. Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy dạ. mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với em. Chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ 1m55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em 1m58. Trời ơi, trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. Người dạ. ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ ta phải chờ. Đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Tức là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn. Đấy đúng không? Dạ. Rồi. Cưới chồng thì cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đấy thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đấy, thương, có đấy. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ, dạ. Có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Ừ. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà... phải nghe chứ em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha Cương ha, phải dạ. nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mới giao đi.
tấn công liền. Dạ. Em chào anh. Dạ, dạ em có món quà tặng anh. Rồi, em cảm ơn. Dạ, em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi, vẫn đẹp. Em cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó, giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có, trời ơi, vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em, chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. À, em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xin miếng music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ. Tại em gì hả? Ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy, tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Dạ không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài, chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh. Anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi dạ. À, bỏ đi, vậy là hai đứa đi luôn đó anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà, nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày, là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối, tại vì cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ. Mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình... tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn, tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2. Oh. Wow. Bấm nút rồi đó. Yeah. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn nó cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây nhìn bên tay ông cứng ngắc nè. Thấy chưa cưng? Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là mà vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn.
Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa được nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Ừ. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh muốn hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Ôi, chuyện này dữ hơn nữa. Đừng tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thu quỷ đó. Dạ, em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Thôi, kim bảo vệ con nữa đó. Dạ có mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không? Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Mời bạn nam. Đây. Rồi, mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ em chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thu quỷ đó em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út chó. Là em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thêm mót có tên là út lòi nữa. Tức là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? Hả? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không. Mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm vậy. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em.
Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Hoàng Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sắc. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng. To trắng không chị? Em nói trắng lắm. To cao. To cao. Không hói. Yên tâm trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu như chị. Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động, có duyên, dễ thương nhưng mà. Dạ em chào anh. Chào anh gái. Nhà gái. Trời ơi vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Ta hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi cái chuyện đó mình không nói. Hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ vậy hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường âm. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà là hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Được vậy thì là có hai em gái hả? Hai em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết anh không biết nhậu em ơi. Dạ tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nhỏ ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi bây giờ anh trai em đi với ai? Dạ em đi với em gái họ với người bạn rồi em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương, nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Trời anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức, Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau từng đêm một từng ngày.
Dạ. À, công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Dạ. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên để rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau tìm hiểu nhau á thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Em xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Đóng rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Con vui lắm nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mập áp không? Không? Mập áp không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt. Út lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá. Út lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Đúng chưa? Dạ rồi, rồi. Hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Kinh quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Mà hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng.
Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi, mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ha. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bạn Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ nó là cái nhút nhát trên đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trên đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu, nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ vâng. Rồi đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối, xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau, anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Nên lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về, những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng muốn lập bên gia đình nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác. Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh. Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À, không chứ cũng không xa cái mấy đâu.
Dạ. Rồi bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình 1 bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăn, đầu không ngói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em nhìn anh coi có quăng không? Dạ. Không, tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút, chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em chào chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không. Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, cái chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Nói như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em cũng sợ lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy qua đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi hỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ. Và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ. Công việc ổn định ạ. Dạ còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi ha cô. Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh.
món quà đi, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ, chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher triệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Rồi, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi, mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này là em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu, cầm lên. Để coi em. Cầm lên coi, cầm theo mọi người coi nào. Anh à, muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ, đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi, gặp nhau cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liên luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương, nhìn là năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần hơn ông. Sát bên. Gần luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ. Thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không tính một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Thấy cái mồi này có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi. Chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi, thích lăng nhăng. Giờ cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành. Muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình.
Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến, và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau. Tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam mới có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của... Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng. Em cảm ơn. Dìu bạn gái đi đi. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi.